Theo cáo trạng tháng 1 năm 2022, bị cáo đã thỏa thuận thuê của công ty gia đình Việt ở thành phố Hồ Chí Minh một chiếc ô tô trị giá hơn 770 triệu đồng để làm phương tiện đi lại. Hết thời hạn hợp đồng thuê nhưng bị cáo không trả lại xe cho công ty mà thỏa thuận bán cho anh Hát tại tỉnh Ninh Bình với giá 500 triệu đồng. Sau khi nhận số tiền cọc 160 triệu đồng, bị cáo đã thuê một đối tượng không rõ nhân thân lai lịch làm giả giấy chứng nhận đăng ký chiếc xe trên giao cho anh H và yêu cầu anh chuyển thêm tiền cọc nhiều lần, tổng cộng 230 triệu đồng. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận, hành vi của bị cáo thuê xe ô tô của công ty rồi đem bán cho anh Hát để lấy tổng số tiền 390 triệu đồng nêu như trên đã cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Do tổng số tiền chiếm đoạt trên 500 triệu đồng nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự. Còn hành vi sử dụng một giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả giao cho anh Hát để tiếp tục nhận chuyển số tiền 230 triệu đồng của bị cáo đã cấu thành tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.